mà mỗi thành viên trong đoàn đều có những cái cảm nhận rất là riêng, đặc biệt khi nhìn thấy các con thì cảm xúc vỡ òa ra, thực sự rất là yêu và rất là thương các bé. Mong rằng là các bé, các cô sẽ qua khó khăn thì có thể là đến trường. Cũng hay là dịp đầu xuân năm mới, về thay mặt các anh chị trong đoàn chúc cho thầy cô giáo, các em học sinh và các anh chị về địa phương một năm mới rồi là sức khỏe. Có ạ, bây giờ thường xuyên là đi, có lúc thì còn phải dắt xe đi lên cái đoạn khó kia, đoạn đất đỏ kia ấy. Có lúc còn ngã các kiểu. Nói chung là khó đoạn bên này. Em có mặt ngay tại tỉnh Cao Bằng mình là nhờ sự kết nối của đến bạn Phan Quế cũng như là anh Thành. Và đoạn đường của em đi thì cũng chia sẻ là cũng khá là xa, phải vượt hơn 2.000 km từ quê hương của em là ở tỉnh Đồng Tháp đi đến đây. Và đoạn đường từ ở thành phố Cao Bằng lên đây lại càng xa hơn. Tuy nhiên ở cái không khí lạnh như thế này và đoạn đường xa như thế này á, em cảm thấy ấm hơn. Ấm hơn là nhờ sự hỗ trợ của các anh đã đưa đoàn của chúng em đến để gặp gỡ các em và trao những cái phần quà là những cái chiếc áo ấm. Và cái hành trình ngày hôm nay là kết thúc hành trình 2 ngày để đi phát quà, 2 ngày 1 đêm ngay tại Cao Bằng. Cũng dạ em kính thưa các anh chị là đại diện chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Cao Bằng, kính thưa các cô là giáo viên, là hiệu trưởng của trường thuộc điểm trường Nậm Gần thuộc xã Thiệu Nguyên của huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng. Sở dĩ ngày hôm nay em có mặt ngay tại tỉnh Cao Bằng mình là nhờ sự kết nối của đến bạn Phan Quế cũng như là anh Thành. Và đoạn đường của em đi thì cũng chia sẻ là cũng khá là xa, phải vượt hơn 2.000 km từ quê hương của em là ở tỉnh Đồng Tháp đi đến đây. Và đoạn đường từ ở thành phố Cao Bằng lên đây lại càng xa hơn. Tuy nhiên ở cái không khí lạnh như thế này và đoạn đường xa như thế này em cảm thấy ấm hơn. Ấm hơn là nhờ sự hỗ trợ của các anh đã đưa đoàn của chúng em đến để gặp gỡ các em và trao những cái phần quà là những cái chiếc áo ấm để cho các em chấp cánh cái con đường đến trường của các em. Anh, các chị cùng đồng hành với em, bạn cảm thấy đỡ cô đơn hơn ở một cái tỉnh xa xôi như thế này. Và một lần nữa thì em thay mặt cho quý mạnh thường quân để mà trao cho các bé những cái chiếc áo ấm vào mùa đông như thế này. Mong rằng cái con đường đến trường của các bé nó sẽ đỡ vất vả hơn và chấp cánh cho các bé đi đến trường tìm con chữ nó dễ dàng hơn. Và cũng từng là một giáo viên thì em hiểu rõ cái sự khó khăn vất vả của các cô cũng như là các bé đến trường tìm cái con chữ. Và ngày hôm nay có mặt đây thì một lần nữa cho em xin chúc các anh chị là đại diện của chính quyền địa phương đoàn thể của tỉnh Cao Bằng một lời chúc sức khỏe thành đạt và dạng sự nhí. Và em cảm ơn rất là nhiều đã tạo điều kiện thuận lợi cho em có mặt tại đây. Em cảm ơn.
Nhìn dễ thương.
Đấy, đi tất ấm nha. Chân lại hết cả. Không có tất cả, chân lại nhắm. Cảm thấy ấm quá. Đẹp quá. Ừ. Áo ấm mà ấm lắm. Wow. Đẹp luôn. Các anh em chúng ta đứng đằng sau chụp ảnh các bạn một kiểu ạ. Hai em cứ động hai bên này đi. Các hai bên này. Bạn mới rồi, bạn lên luôn đi. Anh vào giữa đi. Cái ông sáng lên luôn đi. Ủa? Giờ thôi. Bạn nói như vậy, ông xã lên luôn đi, Dược ơi lên luôn đi. Thôi chụp cái trong em nhiều rồi chị. 1, 2, 3 2, 3 Rồi, đẹp lắm. Đẹp lắm. Mời bạn Bế Thị Hương. Có phần quà rất là ý nghĩa, đó là tặng cho nhà trường 2.000 sơn để các cô trang trí đồ chơi vào lớp học. Mời chúng tôi lên nhận ạ. Những phần quà này là chúng em khảo sát nhà trường là cần cái gì chúng em mới mua. Phần nào đó thể hiện cái sự quan tâm của anh Hồ cũng như của mọi người dành cho các bé thôi. Thế nhưng mà tin rằng những cái món quà đó nó có thể biểu trưng cho cái sự niềm tin, sự động viên đối với mọi người. Một lần nữa cảm ơn các anh chị đã không quản ngại đường xa đến đây, và đặc biệt là ngày nghỉ nữa. Trời mưa gió rét như thế này, nếu mà không có đoàn đến thì có lẽ các anh chị đang giờ này đang ở quây quần với gia đình, đang chăm sóc con cái. Thế nhưng hôm nay chúng ta có một mục đích chung, đó là thăm, chia sẻ, động viên với các bé. Chúng ta đã được gặp nhau ở đây thì cũng mong rằng sẽ còn có nhiều chuyến như thế nữa để chúng ta được gặp nhau để chia sẻ nhiều hơn những mảnh đời khó khăn, những điểm trường khó khăn ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Và
rất rất cảm ơn anh Hồ cũng như anh Thành đã kết nối được nhiều mạnh thường quân để mang đến cho các em những chiếc áo ấm, những đôi tất, những đôi dép, dù nó nhỏ thôi nhưng nó thực sự rất là ý nghĩa đối với các em, để đôi chân các em sẽ được ấm áp hơn và để các em có thể đến trường được đều hơn ạ. Trong một cái hành trình rất là dài á, thì các em đi đến điểm trường Nậm Gần này chỉ có 17 học sinh thôi, nhưng mà phần quà phát ra là 78 phần cho cả hai điểm trường luôn. Và ngày hôm nay thì được bạn Phan Quế á, liên hệ với lại các cô để mà chuẩn bị các phần cơm có thịt cho các bé, thì tổng cộng là 17 bạn, và các bạn này sẽ dùng cơm ngay tại trường luôn. Và đây là một trong những cái phần cơm mà các đối với các bé nó là một điều gì đó rất là xa xỉ ở một cái điểm trường vùng cao như thế này. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn tất cả các người bạn đồng hành trung đoàn, và chân thành cảm ơn chính quyền địa phương các cấp tại tỉnh Cao Bằng để tạo điều kiện cho Bùi Hồ có mặt tại đây để mà chia sẻ những cái hình ảnh này đó, để cho lan rộng những cái yêu thương, để còn nhiều đoàn khác nữa có thể đến tỉnh Cao Bằng của mình nói riêng và những nơi khó khăn khác trên đất nước Việt Nam nói chung, để mà cho các bé một phần nào đó đến trường tìm con chữ nó đỡ vất vả hơn, các bé cảm thấy ấm lòng hơn vào những mùa đông như thế này. Và bây giờ thì các cô đang chuẩn bị những cái phần cơm cho các bé. Nãy giờ thì khi phát quà các cô cũng lười hụi nấu ở dưới kìa. Và điểm trường này chỉ có hai cô giáo thôi với lại 17 học sinh. Và như Bùi Hồ có chia sẻ rằng á, những cái vật dụng rất là mình tưởng chừng như là phế liệu bỏ đi á, thì các cô lại tận dụng thành những cái vật đựng như thế này nè. Đây nè, cô có gì thấy không? Và ngay cả những cái này, đây, đây là cái khay đựng trứng, đựng trứng, và các cô phải tận dụng lại để làm trang thiết bị dạy học cho mình. Tại vì khi mà đi đến điểm trường này cũng rất là khó khăn luôn. Và có một điều rất là hay nè ha, đây đấy, dễ thương đi không? Đây là lạc ha, ở miền Tây mình gọi là đậu phộng. Cô làm một cái chậu hoa nhìn dễ thương ha, đẹp quá ghê, đúng không? Vỏ của hạt lạc, đúng rồi, có chi dùng đó. Trả lại cho các cô ha. Ở bên đây là có những cái hình vẽ của các bé vẽ trên này có cái quả thông nữa cả, thấy không? Đây là cô giáo nè. Ngày hôm nay là cô giáo có mặt tại đây. Anh quý, ngày hôm nay là một ngày chủ nhật, tại vì bình thường như bạn hãy chia sẻ là các cô sẽ được nghỉ ở nhà cùng với gia đình. Tuy nhiên thì khi biết đoàn đến thì các cô cũng tạo được mọi điều kiện thuận lợi để mà tiếp đoàn và cũng như là hỗ trợ cho các bé có một bữa cơm có thật như thế này. Nhìn ở đây nè, đây nè, đây là thịt băm ha, ở đây là đậu phụ ha, đây là gạo, đây giò, đây giò, và kế bên đây là kế bên Bùi Hồ cũng là một cô giáo cũng từng dạy thế này đúng không cô? Dạ vâng, trước em có từng dạy ở đây ạ, dạy các cháu ở đây 5 năm ạ. Cô có thể chia sẻ những cái lúc mà khó khăn nhất ở trên cái điểm trường ở trên này là gì không? Cái khó khăn nhất ở trên điểm trường này là thật sự ấy thì đấy là về con đường đi. Đấy, bây giờ ấy thì nhà nước cũng vừa mới làm đường cho các con thôi, còn là những năm trước ấy thì các con đi lại rất là vất vả khó khăn, thật sự phải nói là trèo đèo lội suối để đến lớp ấy, xong rồi thiếu thốn rất là nhiều thứ tại vì xa chợ, xong rồi là ở đây ấy, chủ yếu là rừng núi mà lại không có đất để canh tác ấy, nên là thành ra là cái kinh tế của các bậc phụ huynh ấy đều rất là khó khăn, thì toàn là hộ nghèo ấy thì không có điều kiện cho các con, mà xa chợ nữa thì các con nhiều khi là phải đi chân đất, trời mưa này mà đi chân đất đến ấy, lạnh cóng luôn, thương lắm ấy anh ạ, rất là tội cho các bé. Xong rồi là lại cơ bản là xa trung tâm văn hóa nhiều cái ấy, thì nhiều phụ huynh ấy cũng chưa biết chữ ấy, thành ra là các con em cũng có nhiều cái khá là thiệt thòi về cái phần đấy. Và ngày hôm nay trở về điểm trường Nậm Gần này á, thì cô trở thành là một mạnh thường quân. Cô mang cả hai bình sơn từ ở Cao Bằng lên đây đoạn đường rất là xa để mà gửi cho các cô, để các cô có thể tự sơn lại cái trường của mình á. Làm cái đồ chơi đã. Cái đồ chơi để cho nó đẹp á. Thật ra thì đối với bản thân của Bùi Hồ á, gặp các cô mà làm từ những cái vật dụng mà tái chế lại được á, cảm thấy rất là ấm áp trong lòng. Cũng cảm ơn cô rất là nhiều ha. Sau 5 năm rồi chuyển về trường khác công tác và trở về đây thì cái cảm xúc của cô như thế nào? Nói chung là cũng rất là hồi hộp và rất là vui, bởi vì là khi quay lại thì vẫn là các cô giáo thân thuộc mà những năm trước là đều là những đồng nghiệp và mình đã cùng công tác và gặp lại các con. Xong rồi là
thấy như đấy các con như bây giờ ấy thì rất là nhiều mạnh thường quân đến để chia sẻ và giúp đỡ cho các con ấy, thì trong lòng ấy thì vừa mừng vừa vui cho các con ạ. Cảm ơn cô rất là nhiều đã chia sẻ những cái hình ảnh này và cũng như là chia sẻ những cái nỗi vất vả của các bé ở đây phải chịu đựng á, để mình đến trường tìm con chữ. Chúc cô luôn thành công trong công việc và là một người lái đò luôn vững tay chèo để giúp các bé vượt qua những lúc khó khăn như thế này. Cảm ơn cô. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Và bên đây là có một cái cô giáo và đang hiện nay là cô cùng với lại một cô giáo khác đang dạy cho 17 bé. Đây, cô đây, chào cô ha. Chào anh. Không biết là thôi tên gì ha? Em tên Tươi ạ. Cô Tươi, cô Tươi công tác ở tại trường được bao nhiêu năm rồi? Năm nay năm đầu tiên em mới vào đây ạ. Một năm em dạy ở ngoài. Cô Tươi đã công tác được bao nhiêu năm trong ngành? Em cũng công tác năm nay năm 15 năm ạ. 15 năm. Lúc trước thì cô Tươi phải công tác ở dưới điểm trường ở phố rưỡi thành phố hay là sao? Em cũng toàn là vùng 3 thôi. Năm ngoái năm kia thì dạy ở trường vùng 2 được 5 năm, xong là lại, năm nay lại chuyển vào đây là vùng 3 rồi. Đây có phải là điểm trường mà khó khăn nhất mà cô Tươi từng đứng lớp không? Đi công tác được 15 năm thì năm nay là năm đầu tiên là ở điểm trường, được vào đây là cũng khó khăn nhất đối với em, tại vì đường xá nó đi lại khó khăn, xong là thứ hai là về bất đồng ngôn ngữ. Ở đây là 100% là toàn học sinh là dân tộc Dao thôi, là hơi khó khăn về giao tiếp. Cô Tươi dân tộc? Em dân tộc Tày ạ. Tày. Lúc nãy thì có nghe cô hiệu trưởng chia sẻ rằng là khi mà các bé khóc mà có cô không hiểu ngôn ngữ của các bé là khóc vì cái vấn đề gì luôn? Đúng rồi, tại vì các bé nó cũng chưa giao tiếp được tiếng phổ thông thôi, mà cô cũng năm đầu tiên vào dạy các bé nên là cũng chưa biết tiếng địa phương ở đây, tiếng của các bé, nên là hơi khó khăn về giao tiếp, xong là bất đồng ngôn ngữ với các bé. Để khắc phục vấn đề đó thì cô sẽ làm như thế nào? Khắc phục thì đến bây giờ thì cũng đỡ rồi, đến giữa kỳ thì cũng đỡ rồi, cô cũng hiểu được tiếng của các bé và các bé cũng hiểu được tiếng của tiếng phổ thông nhiều hơn và giao tiếp dễ dàng hơn rồi ạ. Đối với cô thì cái trở ngại khó khăn nhất có phải là ngôn ngữ không hay là đoạn đường đi đến trường? Em nghĩ là đường đi đến trường ạ. Vì mỗi ngày đi cũng như bọn em đi là con gái là đi chậm cũng tiếng từ nhà về đến đây, xong là nhất là mưa gió thì em thấy khó khăn nhất là về đường ạ. Còn giao tiếp thì bọn em khắc phục dần dần, bây giờ đỡ hơn nhiều ạ. Lúc nãy thì cái đoạn đường đi đến trường á, tại vì Vương Hộ phải cảm nhận rằng là đi xe rất là khó, phải lội bộ gần tầm cái 2 km. Vậy thì cô Tươi có phải thường xuyên lội bộ như vậy không? Có ạ, bây giờ thường xuyên là đi, có lúc thì còn phải dắt xe đi lên cái đoạn khó kia, đoạn đất đỏ kia ấy. Có lúc còn ngã các kiểu, nói chung là khó đoạn bên này. Cô Tươi dạy sáng đi chiều về hay là ở lại đây luôn? Em đi về ạ. Dạy cả ngày đi về thì tan trường lúc mấy giờ? Em lúc 4 giờ rưỡi ạ. Vậy thì đi xuống tới... Tới nhà dưới... là 5 rưỡi, 6 giờ. Có những ngày chiều thì lại mưa gió cộng thêm sương mù và đoạn đường rất là vắng, thì cô Tươi có lo ngại về cái đoạn đường đi của mình không? Có ạ. Em là lo nhất là cái đoạn đường, khi sợ nhất là mưa gió mùa này, sương mù dày đặc như này nữa là còn nhìn không thấy đường luôn. Một lần, có một lần nào nguy hiểm mà trên đoạn đường về mà cô Tươi nhớ nhất không? Trong một năm qua? Có anh ạ. Có lúc đi kiểu là những cái đoạn đường mặt nghèo ấy, nhìn không thấy, nói chung là nhìn không thấy đường, xong là tầm nhìn xa nhìn khó ấy, thấy là gặp những cái xe máy về đối diện mình, người ta không bật, không biết bật pha lên là nhìn không thấy, có lúc cũng nguy hiểm anh ạ, suýt phát đâm nhau luôn á, nhìn một phát là thấy trước mặt mình luôn ạ.
Em sợ nhất là những cái lúc mà sương mù này đi 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 đường mà không quan sát kỹ là lúc kia thấy nguy hiểm lắm ạ. Hỏi thật thì những cái nguy hiểm, những cái khó khăn và những cái vất vả mà cô đã từng chịu đựng suốt mười mấy năm qua, có bao giờ cô nghĩ rằng là mình sẽ bỏ cái nghề này, tìm một nghề khác nó dễ dàng hơn không? Dạ em không ạ. Tại vì nghề này cũng đã đi theo em suốt 15 năm rồi, nên là em cảm thấy nó kể cả vất vả nhưng mà em thấy yêu các bé thì em cũng không nghĩ là bỏ nghề ạ. Vì đây là nghề của mình chọn rồi. Qua chia sẻ của cô Tươi thì chắc có lẽ là tất cả các cô bác anh chị sẽ cảm nhận được gần sự khó khăn trên cái con đường đến trường để mà dạy cho các trẻ như thế này đó. Đó là một phần cảm nhận qua cái lời nói của cô thôi. Còn một những cái phần mà cô trải nghiệm thực tế, cô đã từng đi qua và cô đã từng gặp phải những cái khó khăn nguy hiểm đó, thì chỉ có cô Tươi là một người và tất cả các cô giáo ở đây đó, là người hiểu rõ nhất. Và chắc có lẽ là không biết nói gì hơn đối với tấm lòng của các cô dành cho các bé, những người lái đò thầm lặng giúp các bé có thể đi đến trường, tiếp nối các bé tìm cái tri thức để mà sau này trở lớn lên các bé. Đối với cô chắc có lẽ là mong rằng các bé lớn lên đó sẽ trở thành một nhân tài, quay về trở lại phục vụ cho quê hương mình, để có những cái con đường nó bằng phẳng hơn, đỡ vất vả hơn, đúng không cô? Vâng, em mong rằng là có sự tâm huyết của các cô và các bé cùng nỗ lực thì sau này các mạnh thường quân, nhất là của anh Bùi Hồ, thì sau này các bé sẽ thành tài và sẽ giúp ích cho xã nhà, và để cho xã nhà sẽ phát triển hơn, để có đường xã đẹp hơn và có điện nước các kiểu đầy đủ ạ. Sáng nay thì cảm ơn cô Tươi rất là nhiều đã chia sẻ những lời này, đã cho bản thân của những người ở vùng đồng bằng như là Bùi Hồ và cũng như cô bác anh chị hiểu thêm về cuộc sống của các cô ở vùng cao nói riêng và những hộ, những cô chú sống ở đây nói chung rất là khó khăn vất vả. Chúc cô luôn có sức khỏe dồi dào và vượt qua những cái khó khăn nhất để mang đến những cái gì hay tốt đẹp nhất cũng như là các con chữ cho các cháu ha. Cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô và gia đình có một cái Tết Nguyên Đán sắp tới và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Vâng, em cảm ơn anh, và em cũng sắp đến Tết năm mới rồi thì em cũng chúc đoàn và các anh luôn có nhiều sức khỏe và sẽ giúp được các em nhỏ trên vùng cao nhiều hơn, và nhất là anh Bùi Hồ ạ. Cảm ơn cô Tươi rất là nhiều. Chắc có lẽ là kết thúc, trước khi kết thúc đoạn trò chuyện với cô Tươi á, thì đây, cô Tươi này là do bánh hay là các bé cô mua đến hay là? Vâng, cái này là cho các cô mua đến để cho các bé ăn quà chiều, xong là cái vỏ thì các cô để tận dụng để làm đồ chơi cho các bé chơi góc phân vai để bán hàng các kiểu luôn ạ. Tận dụng những cái vỏ bánh để cho các bé chơi thôi. Đây là những cái que kem. Vâng. Hình que kem do các cô ở đây tự làm luôn ha. Vâng, cái này là toàn các cô tự làm. Nhưng mà không biết làm sao mà cô mua được kẹo dừa này ở Bến Tre nè. À, kẹo dừa này á, đầu năm thì các cô thường mua về để dỗ trẻ con. Ví dụ như là các bé mà đến lớp mà khóc nhiều ấy thì nín đi cô lấy kẹo cho này. Và xong rồi cô tận dụng cái hộp này để làm đồ chơi luôn. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ thì trong một thời gian ngắn thì các cô cũng như là bạn Phan Quế đã hỗ trợ, đã chia phần cho các bé cơ dùng bữa cơm trưa ngay tại đây nè. Rất là ngon luôn và rất là đẹp luôn ha. Cô mời cả lớp ăn cơm. Chúng con mời các cô các bạn ăn cơm ạ. Rồi, các con ăn cơm ngon ha. Dạ. Khi mà nghe các bé đó mời ăn cơm nổi da gà luôn. Dễ thương quá. Dễ thương quá luôn á. Có chỗ cho
rất bình thường, phải mời nhé. Mời cả lớp xong rồi mời bạn Ngân riêng. Mời riêng bạn Ngân riêng đi vệ sinh, mời bạn đấy đi. Cô ấy mời Ngân ăn cơm nha. Sau khi dùng cơm thì các bạn sẽ được uống một hộp sữa nữa. Bình thường thì các bé sẽ ăn cơm như thế nào hả cô Tư? Bình thường là thịt băm với thịt băm với hoa củ quả rồi lại với canh. Buổi chiều thì ăn theo thực đơn, ví dụ sữa này, rồi lại cháo này, bún này. Khẩu phần của các bé thì mỗi ngày là bao nhiêu tiền? 10.000 anh ạ. 10.000. Vâng. Rồi làm sao mà cô phải trang trải được hết? Bọn em là phải căn ke từng bữa ăn ạ, cho trẻ để đủ khẩu phần cho bé ạ. 10.000 đồng thì ăn hai bữa thì cô phải tính toán cân đối như thế nào? Vâng, ví dụ như là bữa chính thì là 8.000, còn bữa phụ buổi chiều là 10.000, là 2.000 anh ạ. Là 2.000 cho các bé. Còn bún thì mình sẽ mua thịt băm về xong là mình chia ra, xong là chiều làm canh cho bé. 10.000 đồng cho một bé một ngày. Vâng. Có bao gồm uống sữa không? Có anh ạ, có sữa Gigo anh ạ. Hôm thứ sáu là bọn em, thứ hai và thứ sáu bọn em sẽ cho uống sữa. 10.000 đồng thì rất là quý đối với ở đây. Đúng rồi, đối với ở đây 10.000 là cũng rất là vất vả, khó khăn với các mẹ, khó khăn với phụ huynh. Thôi để cho cô đút các bé ăn cơm đi. Một hình ảnh rất là ấm áp luôn. Anh cảm thấy như thế nào? Thực sự anh cũng rất là cảm động, thực sự cảm động luôn đấy. Hôm qua cùng em đi một chuyến ở bên Thông Nông rồi hôm nay cũng vậy. Và cái tâm trạng lúc nào cũng rất là hồi hộp. Đặc biệt là vừa rồi nghe cô giáo chia sẻ những cái gọi là khoảnh khắc nguy hiểm ấy, hai xe gặp nhau trên đường đi ấy. Anh cũng rất là xúc động luôn, thực sự là như thế. Cảm ơn em rất là nhiều nhé. Mong muốn sẽ có cơ hội đồng hành cùng em ra Cao Bằng, gọi là đi tham quan du lịch và kết hợp gọi là đi giúp đỡ trường học các gia đình khó khăn đấy. Thông qua kênh thì anh cảm ơn em, cảm ơn khán giả luôn luôn đồng hành cùng em, theo dõi em và sẽ đồng hành cùng em thật nhiều. Và mong muốn sẽ có em cùng một số bạn bè, các YouTuber ở miền Nam ấy, ra Cao Bằng và cùng nhau đồng hành giúp đỡ bà con ở vùng cao còn nhiều khó khăn nhá, nhiều nhá. Thật ra thì em phải cảm ơn các anh trong đoàn ở Cao Bằng, cảm ơn chính quyền địa phương rất nhiều. Không có cả anh và cũng như chính quyền địa phương ở sở tại á, thì em không thể nào mà biết được những cái điểm trường như thế này. Và em cảm thấy ấm lòng hơn khi mà trên cái đoạn đường lạnh lẽo thì có các anh đồng hành. Và cảm thấy đỡ cô đơn hơn khi có nguyên một đoàn của mình. Thì cảm thấy rất là, nói chung là hiện nay rất là bùi ngùi. Và em tin chắc rằng một thời gian ngắn tới á, thì sẽ có rất là nhiều đoàn lên đến Cao Bằng của mình, đặc biệt là ở những cái điểm vùng cao như thế này, và càng nhiều hơn nữa lan tỏa những cái hình ảnh yêu thương. Đây là cô giáo luôn hả cô Tư? Mẹ. Cơm ăn ít rồi ăn rau nhiều. Mỗi khi phải ăn cơm không có rau. Thì hôm qua nhé, cô bé ăn cơm, tập trung ăn cơm thôi. Và anh để ý nhé. Tập trung vào ăn cơm, không ăn hết cơm rồi mới quay lại ăn rau. Có khi lúc đấy ăn rau lại không hết. Thịt là kiểu ăn rẻ, ăn cơm trước và rồi ăn hết cơm rồi mới bắt đầu ăn rau. Cái ngon có khi thịt con gà với ăn cả một còng ấy, ăn 3 bát cơm mà ăn hết một còng thôi, ăn hết một cái đùi thôi. Thật ra chia sẻ với bạn Huế cũng như là anh Thành cũng như bạn vậy nè. Ở miền Tây cũng vậy á, những cái hộ mà khó khăn á sẽ ăn hai phần cơm và một phần đồ ăn thôi. Có nghĩa là ăn sẽ cơm nhiều để mà có sức lao động. Đúng rồi. Để giữ no.
tại vì không có tiền nhiều để mà mua đồ ăn, thành nữ là ăn cơm nhiều nó sẽ trở thành một cái thói quen luôn. Nên là nữ là các bé ăn cơm nhiều là một chuyện khác. Mà ngoan lắm ha, tự múc ăn luôn kìa. Ăn thế mới lớn mới xinh đẹp. Lấy chai. Trời ơi. Ăn nhiều vào nha con nhé. Thích ăn gì thì lấy thêm. Con bảo cô lấy chắc. Đúng rồi. Khỏe mạnh nhờ. Các bạn cứ nghiêm túc ăn cơm, không có nói chuyện gì hết á, không có giỡn luôn. Giỏi quá. Quá giỏi. Ăn xong là nếu mà no quá không uống sữa được thì cầm sữa về nhá. Đây là mỗi bạn một hộp sữa nhá. Đây. Ăn cơm xong rồi có thể uống sữa, mà nếu không uống được thì mình cầm sữa về nhà chiều nay uống. Thậm chí là còn mấy thùng sữa đằng kia để các bé những ngày tới các bé uống nữa. Còn đây là những cái phần sữa ngày hôm nay sau khi mà dùng cơm xong á, các bé sẽ uống sữa luôn. Đây là hộp sữa thứ hai rồi, lúc nãy lúc đợi là các bé đã uống một hộp rồi. Các con ngồi để lâu quá, thương quá. Ừ, sếp mới, bác ơi, sếp mới các dép mới đi trong lớp đấy. Đang nhớ là mình có cái dép mới ở chân nên phải mang lên ngắm. Khi mà có đồ mới là mới phải mừng rồi. Thành nữ là cứ ngắm mãi á. Cũng quá trời cảm ơn đoàn, cảm ơn gia đình của bạn Phan Quế, cảm ơn anh Thành và tất cả các bạn cũng như là chính quyền địa phương ngay tại Cao Bằng này. Và cái hành trình ngày hôm nay là cái tại Cao Bằng, cũng một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân rất là nhiều. Đây là những hình ảnh, những tình cảm ấm áp mà cô chú anh chị đã dành cho các bé những ngày cận Tết như thế này. Và cái phần này thì được quý mạnh thường quân cũng như là các bạn đồng hành để mình gửi tiền lại các phần cơm cho các bé mua thịt như thế này. Hai hộp đi. Đây có nhiều mà. Đây các bạn hai hộp đi. Bạn này được rồi. Hai hộp. Các bạn hai hộp đi. Đúng rồi. Mà. Ai xin nhỉ? Từ nãy giờ hôm nay chị ăn hai hộp không? Xin chứ. Có mấy hộp rồi? Đủ không? Một hộp đấy bạn. Đủ rồi. Đủ rồi. Các bạn có hai hộp chưa? À rồi. Đây là một cái hàng rào có ngôi trường, và hàng rào này được làm bằng tre nướng. Và sau khi các bé dùng một bữa trưa xong, uống sữa xong thì các mẹ sẽ đèo các bé về bên kia kìa. À, cổng con đến trường. Dễ thương. Ơi, chào nha. Cái cổng trường nè. Ở đây chỉ có tổng cộng là 17 học sinh thôi. Và thời tiết bây giờ cũng khá là lạnh. Thậm chí là trên cái điện thoại không có thấy được cái thời tiết mất sóng rồi.